Huệ Vương mất chức, dư luận Việt Nam và quốc tế nói gì? Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ bị buộc phải từ chức. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy thực trạng bất ổn chính trị của Việt Nam. Nó không như từ trước đến nay Đảng vẫn tuyên truyền. Chỉ mấy tuần sau khi cựu chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phải từ nhiệm, nay đến lượt ông Vương Đình Huệ cũng phải ra đi, đều vì dính đến tham nhũng, điều mà Việt Nam hiện nay đang nhiễm trầm trọng. Trong khi truyền thông nhà nước Việt Nam đồng loạt đưa tin nhưng mang tính chất tránh né theo lối Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ, thì truyền thông quốc tế khẳng định Chủ tịch Quốc hội Việt Nam từ chức vì điều tra tham nhũng. Chủ tịch Quốc hội ông Vương Đình Huệ. Đáng chú ý, hãng tin AP đã đưa ra một nhận xét chua cay rằng bất ổn chính trị có thể đe dọa tham vọng kinh tế của Việt Nam. Trong chuyến thăm Việt Nam vào hồi đầu tháng này, Tổng giám đốc điều hành của công ty Apple, ông Tim Cook cho biết ông muốn tăng cường hơn nữa việc đầu tư vào nước này, nhưng sau khi rời Việt Nam, ông đã đổi ý và cho biết Apple sẽ đầu tư vào Indonesia. Điều này hoàn toàn phù hợp với đánh giá của giới chuyên gia cho rằng nền kinh tế Việt Nam đã và đang đình trệ vì quan chức nhà nước đều sợ sai, sợ bị vào lò nên họ đã thủ thế, không dám ký các quyết định quan trọng giúp tăng trưởng kinh tế. Doanh nghiệp cũng vì vậy mà thủ thế, làm ăn cầm hơi chờ lò tắt, còn nguồn vốn FDI thì lẳng lặng đầu tư sang nước khác. Nhiều bình luận cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung và Vương Đình Huệ nói riêng đã mất điểm nghiêm trọng. Đại tá nhà báo Trần Nhung, cựu trưởng ban thời sự quốc tế của báo Quân đội Nhân dân tiết lộ, dư luận đã sầm sỉ là tiền lương vợ chồng anh chắc không thể chu cấp được cho hai đứa con đi du học, bởi học phí và chi phí rất cao. Về nước, cậu con trai ấy công tác ở một đoàn thể chính trị xã hội, được doanh nghiệp biếu ô tô, còn anh cũng vung đoàn lòng cho nhận. Anh là một nhà thờ cũng khiêm tốn, nhưng các đồ vật trang trí trong nhà thờ và cây cảnh mà các doanh nghiệp đem biếu tặng để ngoài vườn, thì giá trị cũng không biết bao nhiêu mà kể. Đám cưới con anh chật hội trường lớn quốc gia Mỹ Đình, và người ta cho rằng phần lớn khách dự đều là các doanh nghiệp ở mọi vùng của đất nước. Một người hàng xóm liên kề tường nhà anh cho biết phong bì mừng đám cưới chứa tới mấy cây dương mới đựng hết. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Vương Đình Huệ. Trong khi đó, bác sĩ Phạm Ngọc Thắng viết trên trang Facebook cá nhân cho biết: tôi thân với anh Vương Đình Tiệp, Phó Tư lệnh Hải quân vùng 5. Gần 30 năm trước, một hôm tôi hỏi anh thấy có Vương Đình Huệ, có phải là họ hàng của anh không? Anh bảo có, nó giống mày, tưng trong sạch lắm, tài sản chẳng có gì. Vậy mà tác giả mỉa mai, ông Huệ hôm nay đứt cước, điếm nhục quốc gia. Khổ quá, lần thần nghĩ ai lại đến như vậy. Còn ông Lê Kiến Thành, một hoàng tử đỏ, chọn con trai cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, nhận xét về những lãnh đạo vừa bị hạ bệ trên trang Facebook cá nhân. Trong status, thật ra họ là ai vậy? Ông Thành cho biết, họ là những người đứng vào hàng ngũ của những người yếu tố nhất. Sau một thời gian thử thách qua nhiều cung bậc của chính quyền, họ được trang bị những lý luận chính trị, kinh tế và cả quân sự sâu sắc nhất. Qua những lần bỏ phiếu tín nhiệm ở nhiều nơi, đa phần họ có số phiếu cao nhất. Họ bước lên đỉnh vinh quang sau khi long trọng thề với quốc dân đồng bào, về lòng trung thành, về sự hy sinh, về tâm nguyện, cống hiến. Rồi bỗng một hôm họ buông lỏng, họ vi phạm những điều cấm, vi phạm lối sống bình thường, họ làm tổn hại và họ biến mất như chưa từng có trong đời sống của chúng ta. Vương Đình Huệ và ông Tập Cận Bình. Ông Lê Kiên Thành thẳng thừng đặt câu hỏi: tôi vô cùng đau đớn, chỉ muốn hỏi những người đã kết nạp họ vào tổ chức, đã từng ca ngợi họ, đã bỏ những lá phiếu cho họ rằng thật ra họ là ai vậy? Đây cũng là câu hỏi mà công luận muốn ban lãnh đạo Đảng và ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải trả lời nhân dân. Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ thì viết: tôi thì đã lâu rồi vô cảm với việc quan chức lên xuống, ngã ngựa, bị đuổi hay bị truy tố. Ăn trong giọng họng mồ hôi của nước mắt nhân dân nên trả nghiệp cũng là lẽ bình thường, nhất là ăn bẩn, rồi còn kéo anh em họ hàng ăn cùng, lộng hành cùng, chờ cháo cùng, thì ngàn năm không rửa hết tội lỗi. Công luận thấy rằng liên tiếp hai chủ tịch nước và đến nay thêm chủ tịch quốc hội đương nhiệm cũng phải về vườn vì tham nhũng, vậy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra và không hề chịu trách nhiệm với các đồng chí lãnh đạo cấp cao của mình.
cũng xin hỏi ông Nguyễn Phú Trọng có còn liêm sỉ và lòng tự trọng hay không, và vì sao ông không xin từ chức theo quy định như các đồng chí khác của ông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .d với bản tin Huệ Vương mất chức, dư luận Việt Nam và quốc tế nói gì. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. Ba lý do vì sao sau Huệ Vương, Tô Đại sẽ gọi tiếp tên Bình Tỏa. Kể từ sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13, nhiều ý kiến cho rằng vì ông Nguyễn Phú Trọng quyết trụ lại chức vụ Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ 3 bất chấp điều lệ của Đảng, nên Tổng Trọng đã chọn ông Nguyễn Hòa Bình, một kẻ tham quyền cố vị làm lá chắn. Nhờ vậy, Bình Tỏa, một nhân vật đầy tai tiếng, bất ngờ lọt vào Bộ Chính trị. Mới đây, bất ngờ cái tên tranh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình lại một lần nữa được sướng danh trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông của người dân. Vụ án Lê Đức Thọ có liên quan đến con trai ông Nguyễn Hòa Bình hay không? Trang Facebook của luật sư Trần Đình Triển mới đây xuất hiện một status với tiêu đề "Cần mở rộng điều tra vụ án Lê Đức Thọ có liên quan đến con trai của ông Nguyễn Hòa Bình hay không?" Luật sư Triển đặt vấn đề, vừa qua, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án và khởi tố bị can với ông Lê Đức Thọ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, đã từng giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam. Dư luận xã hội phản ánh, gia đình Lê Đức Thọ có hàng ngàn tỷ đồng. Câu hỏi đặt ra cần được giải đáp là tiền đó do đâu mà có. Theo tác giả Việt Tín Băng, trong thời gian ông Lê Đức Thọ làm Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng Quản trị cần phải thanh tra, điều tra, làm rõ một số vấn đề sau đây. Việt Tín Băng thành lập bao nhiêu công ty, mua cổ phần hoặc liên danh liên kết với các doanh nghiệp nào, nguồn vốn từ đâu ra, hạch toán, kế toán như thế nào, lợi nhuận thu về để đâu, vân vân. Đáng chú ý, theo luật sư Triển, bật mí như sau. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý quỹ ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam là một trong số các công ty vệ tinh của Vietinbank do Nguyễn Tuấn Anh, hiện là phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, con trai ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, một thời gian dài đã làm chủ tịch công ty quản lý vốn và đã bung vốn đầu tư một khối lượng tiền vô cùng lớn. Tác giả đặt tiếp câu hỏi, vậy Lê Đức Thọ và Nguyễn Tuấn Anh có cấu kết với nhau hay không? Có ăn chia hay không? Có lợi dụng ảnh hưởng của Nguyễn Hòa Bình và ông Bình có can thiệp như một số đơn thư nêu vấn đề lên hay không? Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm. Đáng chú ý, trước đó luật sư Trần Đình Triển đã nhiều lần giới thiệu như sau. Ông Nguyễn Hòa Bình là bạn học cùng khóa đại học với tôi, trong công tác thì có thời gian cùng ngành hoặc khác nghề nhưng lại liên quan đến nhau. Vì vậy, tôi hiểu biết Nguyễn Hòa Bình từ học hành, năng lực, trình độ, sở trường, sở đoản, phẩm chất đạo đức và nhân cách. Điều này cho thấy luật sư Triển cũng là đồng môn của đương kim Bộ trưởng Bộ Công an. Chưa hết, ông Triển còn khẳng định, chánh án còn có anh con trai còn rất trẻ đã được luân chuyển bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai. Trong bối cảnh cuộc chiến quyền lực, Tổng Trọng và phe Nghệ Tĩnh đang chật vật chống lại sự lộng hành của Tô Lâm, người đang nỗ lực để giành chiếc ghế người đứng đầu của Đảng từ tay ông Tổng Trọng. Đó là lý do trên mạng xã hội của người Việt có nhiều ý kiến cho rằng những tiết lộ của luật sư Triển đưa ra vào thời điểm này được coi là cố ý đổ thêm dầu vào lửa, nhằm mục đích đẩy quyết tâm của Tô Lâm tiễn Bình Tỏa ra đi. Điều này có liên quan gì đến luồng dư luận cho rằng trong cuộc chiến cung đình, Tô Lâm có kế hoạch lôi kéo sự chú ý ủng hộ của dư luận với mục đích thỏa mãn cơn cường nộ của số đông dân chúng về thực trạng thiếu công lý ở Việt Nam hiện nay? Xin nhắc lại, bình luận về việc Tô Đại Tướng sẽ chọn quân cờ lên mưu nào tiếp theo, nhà báo Trần Hữu Chân đã đưa ra một nhận xét đáng chú ý như sau. Tranh án Nguyễn Hòa Bình chỉ là món nộm trong bữa tiệc của Tô Đại Tướng. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm muốn hạ hỏa sự sụp sôi của dân chúng trước hội đồng giao thớt của tranh án Hòa Bình. Ông này cho quân ra chợ mua giao thớt về để làm vật chứng cho vụ án Hồ Duy Hải kéo dài hàng chục năm trời. Tổng Trọng và chánh án Hòa Bình
Dẫu rằng, theo giới quan sát lâu nay, mối quan hệ giữa ông Bình và Tô Đại Tướng vẫn ở mức tâm đầu ý hợp. Việc chánh án Nguyễn Hòa Bình được đánh giá là rất thân cận với Tổng Trọng đến nay đã trở thành một trở ngại cho sự nghiệp chính trị của ông. Thì việc Tô Lâm xử lý Nguyễn Hòa Bình để buộc Bình Tòa phải ra đi sẽ trở thành một đòn nhất tiễn hạ song điều, mà ông Tô Lâm sẽ là người có lợi nhất. Rất có thể sau Vương Đình Huệ sẽ đến lượt ông Nguyễn Hòa Bình được ghi tên vào bảng phong thần của Tô Đại Tướng. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp hôm nay của Thời báo .de với bản tin ba lý do vì sao sau Huệ Vương, Tô Lâm sẽ lại tiếp tục bứng thêm Bình Tòa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.